Vâng. Ngày mai nó lên dựng cái kia lên. Đó. Quả cửa võng này đẹp. Hơi bụi không? Vệ sinh ra thì ác đấy. Có điều là em nó đang là bụi bặm quá. Lòng nhà 5m2, bước gian 2m6. Đấy, cột cái đường kính 30. Quái giang to. Quái giang to thật. Cửa đục theo đúng lối Huế luôn. Kỹ đến từng đường nét. Các này về mình đánh hết bẩn đi, đánh bóng lử lên. Đặc cấp đấy. Bóng lử thì đặc cấp đấy. Tối quá anh ạ. Không nhìn. Chưa nhìn trước, hẹn chờ mượn trước rồi hẻ. Vâng vâng. Đây, cháu ra đây. Ngoài này nó thợ trước.